Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử ở Nepal rơi vào tình trạng hỗn loạn vì phe Maoist bác bỏ kết quả tin từ Kathmandu. Nhà lãnh đạo Maoist ở Nepal, ông Prachanda, đã tuyên bố không chấp nhận các kết quả của cuộc bầu cử vào hôm thứ Ba vừa qua mà đảng của ông đã bị thua, đẩy quốc gia Hy Mã Lạp Sơn vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Gần 100 người ủng hộ Maoist và các cựu dân quân du kích đã hét lên: "Chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu." Khi ông Prachanda, một cựu chỉ huy du kích, nói chuyện với các phương tiện truyền thông tại trụ sở chính của đảng Maoist trong một khu vực giàu sang của thủ đô Kathmandu. Nepal đã rơi vào bế tắc chính trị kể từ khi phe Maoist rời bỏ vũ khí cách đây 7 năm, với 6 chính phủ liên tiếp thất bại trong việc soạn thảo một hiến pháp cho một nước Cộng hòa mới, vừa thoát khỏi một cuộc nội chiến kéo dài cả một thập niên. Nhà lãnh đạo đảng Maoist, ông Pushpa Kamal Dahal, còn được biết đến bởi cái tên du kích Prachanda, đã cáo buộc các thùng phiếu đã bị gian lận và yêu cầu cơ quan chức năng phải lập tức ngừng đếm phiếu. Ủy ban bầu cử đã bác bỏ yêu cầu của ông Prachanda và nói rằng tất cả các đảng phải tôn trọng phán quyết của người dân trong cuộc bầu cử để chọn một hội đồng hiến pháp mới. Kết quả sơ khởi của cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba cho thấy đảng Maoist là đảng lớn nhất hiện nay tại Nepal đang đứng hạng thứ Ba. Các quan sát viên của Liên minh châu Âu nói rằng những đảng không hài lòng với quá trình bầu cử phải sử dụng những vườn cách hợp pháp để bày tỏ mối quan tâm của họ. Nhiều chính trị gia Nepal đã hoan nghênh kết quả cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử cho biết ông Prachanda đã bị thua một trong hai ghế mà ông ta tranh cử. Ông ta về thứ Ba cho ghế dân biểu ở Kathmandu và đang dẫn đầu cho một ghế ở phía đông nam Nepal. Ông Prachanda đã phải đối mặt với những cáo buộc nói rằng ông đã đánh mất lý tưởng cánh tả của cuộc cách mạng kể từ khi gia nhập dòng chính, chuyển từ một cuộc sống trong rừng vào một căn biệt thự sang trọng ở Kathmandu. Số lượng cử tri đi bầu cao đã tạo hy vọng cho sự thay đổi, bất chấp sự thất bại trong việc soạn thảo một hiến pháp sau cuộc bầu cử năm 2008, khi các nhóm chính trị không thể đồng ý về hình thức chính phủ, cũng như cách phân chia các tiểu bang trong quốc gia đa sắc tộc.